Cái này là 452 phải không? 451. Rồi quý vị ơi, tiếp theo là cây sâm hương. Cây này là 451. Đây. Cành nhánh ở đây đầy đủ hết trơn đây. Đó thấy không? Rồi. Cây này có giá là 450 nha quý vị. 450k nha. Đây. Chai trà xanh đó. Thấy không? Rồi trên quay xuống nha. Bên này quay qua luôn. 450k cây sâm hương nha. Rồi. Đó. Này đứng quay qua luôn nè. Đó. Rồi. Từ dưới gốc mà nó cao lên trên là khoảng 2 tấc 4 nha quý vị. Rồi cây này dáng ngã ngã nha. Rồi bộ đế nó đây. Rồi xin kết thúc nha quý vị. Cây sâm hương 450k. Này cây ghim nha, chứ không phải cây ghét nha. Cây sâm hương ghim nha. Rồi 450k. Kết thúc luôn.